một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu của Hào, một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Em trai hiện tại đang chơi với một cái ạc ở level 20. Và được sát cánh ngày hôm nay với em trai sẽ là một người đồng binh. Lực lượng quân đỏ sẽ ở level 22 và lực lượng quân vàng sẽ ở level 20. Và đây cũng chính là một trận đấu trong series khi kèo dưới phản công, khi mà đối thủ của chúng ta sẽ là 3 người chơi. Có 2 người chơi ở level 21 và 1 người chơi ở level 23. Ngay từ những phút đầu của trận đấu thì Hào cũng đã cố gắng triển khai rất ngăn nắp các tòa nhà công sự rồi. Em trai đã cố gắng triển khai các đơn vào lĩnh bộ binh, ra soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thôn tài nguyên. Lực lượng quân vàng đã nhập cuộc hơi trễ một chút xíu rồi anh em ơi, nhưng không sao cả rồi, mọi thứ vẫn là rất ok, vẫn còn chơi là vẫn sẽ còn cơ hội nha. Hào cũng đã bắt đầu triển khai rất nhiều cadre và lẫn bộ binh, và chúng ta đang liên tục đụng độ với lực lượng của liên đoàn. Bộ binh xanh có lực đam mạnh mẽ hơn và họ còn ở những level cao hơn chúng ta một bậc nữa anh em ơi, cho nên chúng ta rất khó để có thể tranh giành được các thôn tài nguyên ở vị trí trung tâm của bản đồ ngay lúc này. Và đây là một trong những cái bản đồ cũng khá rộng lớn và có một đường bờ biển nha, rất gần với căn cứ của lực lượng quân đỏ và cả quân vàng. Đỏ cũng đã ngay lập tức triển khai ra những đơn vị tàu cano cai bình, và chúng ta sẽ cần phải cố gắng chiếm lấy được toàn bộ đường biển để có thể chiếm được các thùng tài nguyên trên biển ở lúc này. Và sẽ có 3 thùng tài nguyên lớn, và trong đó có 2 thùng tài nguyên lớn ở trên biển nha. Lực lượng bộ binh xanh đã cố gắng trinh sát vào bên trong căn cứ của chúng ta. Tiếp tục là những sự đụng độ để mời. Liên đoàn đang có khá nhiều cano và lính bộ binh, và đã có sự xuất hiện của cadre về tàu Delta. Quân đỏ đang cố gắng làm cách nào đó để có thể chiếm càng nhiều những thùng tài nguyên trên biển ơi, càng lúc này được rồi. Ở trên bộ, lực lượng bộ binh xanh cũng đã chiếm lĩnh lấy vị trí của một thùng tài nguyên lớn rồi. Và Delta nó cũng đã đẩy lùi được một đơn vị tàu cadre cai bên từ phía lực quân đỏ đi ra phía bên ngoài. Ta cần phải tăng tốc các đơn vị tàu Delta. Lực lượng quân vàng cũng đã cố gắng triển khai thêm một đơn vị Dragonfly, và rất có thể chúng ta sẽ cần phải sử dụng thật đông các đơn vị tàu Cano Cai Bình để cố gắng tranh giành lấy tài nguyên với lực lượng Delta. Đây rồi, ngay lập tức thì Delta đã cũng đã buộc phải rút lui. Chúng ta cũng cần phải nhanh chóng hơn, có được các đơn vị tàu 2 Alligator thì mới đủ cửa để có thể tiếp cận lấy được vị trí của các thùng tài nguyên và đối kháng hoàn toàn với các đơn vị tàu Delta bên phía lực lượng của liên đoàn. Em trai đã nâng cấp giải chính lên level 3 thành công, và ngay lập tức thì em trai cũng đã có được đủ 7 gia sản xuất tài nguyên, kết hợp với việc xây dựng ra một gia sản xuất máy bay và đồng thời là một sân bay. Vị trí của Hào thì Hào sẽ không thể chơi được các đơn vị tàu hải quân, và như vậy là không quân là một lựa chọn tối ưu nhất nha. Còn cho tới hiện tại bây giờ, lực lượng quân vàng cũng đã không chơi các đơn vị tàu hải quân rồi, chỉ có một mình lực lượng quân đỏ là chơi hải quân thôi. Cano cai bình đã quay di chuyển vào phía bên trong, tránh né liên tiếp những quả ngư lôi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đã tổn thất đi 2 đơn vị tàu cano cai bình ngay sau khi cố gắng bằng mọi giá đã có thể tránh né được những quả ngư lôi. Lực lượng quân đỏ cũng đã triển khai được 2 đơn vị tàu Alligator. Em trai cũng đã có được những đơn vị chiến đấu cơ đầu tiên. Có Delta đi trên xe vào căn cứ của chúng ta rồi, nhưng rất tiếc là nó cũng đã bị chiến đấu cơ từ phía lực lượng của quân xanh lá cây. Lực lượng của em trai ông ta sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ để cố gắng kiểm soát được tốt bản đồ. Chúng ta đang có những nhận xét về người chơi lực lượng của xanh nước biển ở đại bầy. Họ lên nhà rất nhanh,
Nhà chính hiện tại đang ở level 4 rồi. Và rất có thể sớm muộn gì thì họ cũng sẽ lên nhà chính lên level 5. Quân đỏ cũng đã bắt đầu triển khai thêm sân bay và những nhà sản xuất máy bay. Chúng ta thấy lấp ló như đơn vị lãnh bộ bên từ phía lượng của liên đoàn đã quán di chuyển đến những nơi nào đó rồi đây bầy. Tiếp tục đụng độ với Delta. Lực lượng quân đỏ đã có được 5 đơn vị tàu Alligator và chúng ta sẽ sẵn sàng để có thể tổng tiến công vào vị trí điểm B. Đó cũng là những phương án rất hợp lý và chúng ta đang thấy được rất nhiều cái đơn vị. Xe Fortress từ phía lượng quân Salam đi đâu rồi? Hào đã có được 3 đơn vị chiến đấu cơ nhưng em trai cũng đã chưa thể chính xác được tốt vào các cửa lực lượng của liên đoàn. Quân đỏ đã đảm nhiệm trách nhiệm đây rồi. Liên đoàn đã triển khai được rất nhiều những tháp phòng hạm ngự chống hạm ở trên biển ở lúc này. Có đến tầng 6 đơn vị tháp chống hạm LRDBY, phục thứ 8 rồi. Chúng ta vẫn chưa được chính xác căn cứ lực lượng quân tím ngay lúc này rồi LRDBY. Cả 6 người chơi đã đang chơi với những lối chơi rất là thận trọng rồi. Lực lượng quân của chúng ta có được dự đoàn về lĩnh cài cắm ở khắp mọi nơi trong các khu rừng. Và sẽ có tiếp tục những thùng tàu nguyên lớn tiếp theo. Và sẽ là những sự giằng co rất khốc liệt để có thể tranh giành lấy tài nguyên. Chiến đấu cơ của em trai cũng đã bay ở trên không và mục tiêu của ta sẽ là cố gắng phá hủy được các đơn vị xe phòng không từ phát lượng của liên đoàn càng nhiều càng tốt thôi. Lực đàm là rất tốt nha. Quân tiệm cũng đây rồi. Đây là một trong những trận đấu ở level 20, 21 và cả có cả level 22 và cả 23. Sẽ là một trận đấu rất hay. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thì cả 6 người chơi đều đã chơi quá là thận trọng rồi ở level 7. Không ai dám mạo hiểm tràn ra phía bên ngoài. Lượng quân vàng cuối cùng thì cũng đã tràn ra phía bên ngoài với những đơn vị Dragonfly và lính bộ binh kết hợp với cả tăng gia quân. Đụng độ với lực lượng quân Sunlight và chúng ta sẽ cố gắng để có thể tranh giành lấy tài nguyên ở phút thứ 10. Sunlight và cả xanh nước biển đã mất đi rất nhiều các đơn vị xe Fortress kết hợp với cả các đơn vị tăng dốt rồi. Họ đã cố gắng chờ đợi rất lâu để có thể chiếm được các thùng tài nguyên nhưng ngay lúc này thì chúng ta cũng đã chiếm được tài nguyên. Lực lượng quân xanh nước biển sau khi chỉ được một thùng tài nguyên ở phía trên thì họ cũng đã buộc phải rút lui. Quân đỏ cũng đang cố gắng triển khai thêm các đơn vị tàu Alligator dàn trước hàng ngang ở căn cứ lực lượng quân xanh nước biển Roa Đại Bầy. Em trai của ta cũng đã triển khai được đến tầng 3 sân bay và đã sẵn sàng cho những chiến hoạch phong kích rồi. Những kế hoạch không kích ở căn cứ lực lượng của liên đoàn ngay lúc này là rất cần thiết nha. Liên đoàn đã không để đến đường biển nữa rồi đây bầy. Và lực lượng quân đỏ có 5 đơn vị tàu Alligator. Nếu như ta biết cách, chúng ta hoàn toàn có thể tấn công tổng lực và chiếm được những vị trí quan trọng ở trên biển ở lúc này. Quân đỏ trên xác lực lượng quân tím ngay lúc này rồi. Tím cũng là một người chơi ở level 21 ở đây bầy. Lực lượng quân đỏ ở level 22 và xanh nước biển ở level 23. Cả hai người bạn này của chúng ta đều đang rất thận trọng rồi và không ai dám mạo hiểm tràn ra phía bên ngoài. Và lực lượng của liên đoàn cũng đã nâng cấp nhà chính lên level 5 mà nếu như chúng ta không kiểm tra, không liên tục chính xác vào các cửa lực lượng của liên đoàn thì rất có thể họ sẽ cố gắng lên những quả bom không gian. Quân đỏ đã triển khai được một đơn vị tàu gặp đầu tiên rồi. Một trận đấu có thể nói là khá trầm lắng ở đây bầy. Chiến đấu cơ của Hà đã xuất kích rồi. 12 đơn vị chiến đấu cơ bay vòng lên phía trên. Và sau đó đã quay trở về bắc rồi.
Như vậy là lực lượng quân đội đã bắt đầu sử dụng các đơn vị tàu ngầm để có thể bắn phá vào những tòa nhà công sự bên phía lực lượng của quân xanh. Quân đội đã lựa chọn một lối chơi an toàn. Chúng ta ở kèo dưới cho nên chúng ta cần phải lựa chọn những lối chơi an toàn nhất anh em ơi, để có thể đảm bảo rằng lấy chiến thắng trong trận đấu này. Những đơn vị tàu ngầm có khả năng nổi lên và bắn ra những quả tên lửa tầm xa. Lực đam là rất tốt từ phía lực lượng quân đỏ ngay lúc này nha. Và Liên đoàn đã mất đi ngay lập tức một tháp chống hạm rồi. Và cho tới bây giờ thì họ vẫn chưa có bất kỳ một đơn vị chiến đấu cơ nào cả đâu anh em ơi. Cả ba người chơi nhưng vẫn không ai có các đơn vị chiến đấu cơ là một thiệt thòi lớn rồi. Và đây lại còn là những trận đấu ở rank level cao, level 20 và 21, có cả level 22 và cả 23 như thế này. Thì nếu như không chơi các đơn vị chiến đấu cơ, chúng ta rất khó được có thể kiểm soát tốt được tình hình. Lực lượng của Hà cũng đang tiến công tổng lực và căn cứ lực lượng ưu tiên với các đơn vị chiến đấu cơ. Bắn phá ngay lập tức vào các tòa nhà công sự bởi phía lực lượng ưu tiên anh em ơi. Và team hiện tại chỉ mới có các đơn vị xe phòng không tài phần chứ chưa có bất kỳ một tháp phòng không nào cả rồi. Và team cũng đang rơi vào trong tình huống thiếu điện rồi. Ở phía ngoài biển thì chúng ta cũng đã liên tục bắn phá được các tòa nhà công sự bởi phía lực lượng ưu xanh. Ta vẫn không hiểu được những người chơi ở level 21 và cả level 23 tại phía lực lượng của Liên đoàn đánh như thế nào mà đến cả ba người chơi đều không có bất kỳ một đơn vị không quân nào. Và ngay đến cả hải quân ở trên biển thì họ cũng không có nốt luôn anh em ơi. Cho dù những ác của chúng ta là những ác chơi chay ở đẳng cấp yếu hơn, nhưng việc sử dụng hợp lý các đơn vị không quân, hải quân và đồng thời là các đơn vị xe cơ giới quân sự ở những map, những bản đồ như thế này, nó cần phải có sự hợp lý thì chúng ta mới có được tối ưu những gì chúng ta cần có nha. Và như vậy lực lượng quân đội chuẩn bị đến một quả bom không gian rồi. Như vậy là Liên đoàn lực lượng quân xanh nước biển đã cố gắng nhẫn nhịn để có thể ném ra những quả bom không gian. Điều này là điều mà Hiếu Quyền đã đoán trước rồi coi anh em ơi. Khi mà họ đã nhẫn nhịn quá lâu và không có bất kỳ một phương án nào để có thể tấn công ra phía bên ngoài, họ đã dùng tổng lực để có thể phòng vệ được căn cứ, thì chắc chắn chúng ta sẽ ăn một quả bom không gian. Quá rõ ràng rồi. Xảy rất sâu ở phía bên trong. Đó là sai sót từ phía lượng của chúng ta khi không trinh sát được ai căn cứ lực lượng của Liên đoàn. Chúng ta có không quân nhưng chúng ta đã không đi trinh sát rồi. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã phải trả giá bằng một quả bom không gian. Ngay lúc này lực lượng quân đỏ cũng đã cố gắng cập sát bờ để có thể tiêu diệt và phá hủy được ngay lập tức một tòa nhà trung tâm chỉ huy phía lượng của Liên đoàn quân xanh nước biển ngay lúc này rồi anh em ơi. Nhưng bạn ấy cũng đã mất đi một đơn vị tàu ngầm khi chúng ta đã cố gắng tiến quá gần bờ. Và đồng bộ giữa Alligator và các tháp chống hạm kết hợp với các đơn vị tăng tốc từ phía lượng của Liên đoàn. Chiến đấu cơ của hạm cũng đã bay ở trên không. Như vậy là chúng ta đã dùng tổng lực tấn công rồi. Chúng ta ở kèo dưới như chúng ta đã có được một đối chơi rất lăng xả đây mời. Đối kháng trực tiếp với những người chơi ở Liên đoàn ở kèo trên và không sợ bất kỳ một điều gì cả rồi, với những chiến thuật rất hợp lý vào lúc này nha. Quân team cũng đang bắt đầu tổng lực tấn công vào căn cứ của Hào. Rất nhiều cái đơn vị tăng rớt anh em ơi. Và như vậy là sau khi một quả bom không gian được bắn ra thì mọi thứ mới bắt đầu thật sự là xảy ra rồi. Ta đang dùng lực để có thể tấn công với các đơn vị tàu Alligator, tàu ngầm Dragonfly và các đơn vị chiến đấu cơ. Và ngay lúc này lực lượng quân tí và cả quân Salam cũng đang đồng hành tấn công chúng ta ở các lực lượng của Hào và cả lực lượng của quân Vang. Chiến đấu cơ của Hào đã hết xăng và chúng ta đang có nguy cơ là tan nát hết căn cứ rồi anh em ơi. Những lối chơi rất thận trọng từ phía lực lượng của Liên đoàn
Và chỉ khi họ đã phá hủy được hoàn toàn các cước lượng quân đỏ thì họ mới tổng tấn công chúng ta thôi. Ngay lúc này thì các đầu vị trí động cơ của Hào cũng đã buộc phải bay ở trên không để có thể ngay lập tức cản phá lại các đơn vị tăng dẫn từ phía lực lượng của liên đoàn, nhưng họ vẫn còn có rất nhiều các đơn vị không công phòng không ở đây bay. Và Hào đã tổng thất đi rất nhiều các đơn vị trí động cơ, và lực lượng quân vàng cũng đã đẩy lùi được các cơ lực lượng của Sơn Lam. Những đơn vị sẽ tăng dẫn từ phía lực lượng của Sơn Lam ra phía bên ngoài và giữ vững được căn cứ rồi. Và ngay lúc này lực lượng quân vàng cũng đã buộc phải kéo qua tất cả những gì bạn ấy có để có thể hỗ trợ phòng vệ cho các cơ lực lượng của Sơn Lá Cây. Chỉ động cơ của em trai cũng đã hết xăng và tổn thất rất nặng nề. Em trai cũng đã có khói rồi nhưng khói vẫn chưa thể có được những vị trí chính xác để có thể bảo vệ cho các đơn vị tăng gia gua. Toàn thật sự rồi anh em ơi, Hào đã tổn thất đến rất nhiều các tòa nhà công sự ở phía bên ngoài. Thật may mắn khi mà chúng ta đã có được các người đồng minh, chứ nếu không thì thực sự là căn cứ của Hào đã tan nát hết cả rồi. Vàng trời rất hay và rất ồn áp nha. Lực lượng quân đỏ đã cố gắng để có thể khôi phục lại toàn bộ được căn cứ của Hoàng ấy rồi. Chúng ta đã chiếm lên lấy được đường biển rồi anh em ơi. Và lực lượng của liên đoàn cũng đã có được một pha tổng tấn công. Và chúng ta đã tổn thất đi rất nhiều các tàu dài công sự ở các cơ lực lượng quân đỏ và cả quân xanh lá cây. Và tiếp tục là một quả bom không gian thứ hai ở các cơ của Hào. Toán rồi. Quá khủng khiếp anh em ơi. Thật sự là căn cứ của Hào còn đúng cái nick đến đâu rồi. Chỉ thiếu có một chút xíu nữa thôi thì ngay đến cả một trung tâm chỉ huy ở level 5 cũng gần như phải đi bán phế liệu nha. Thật may mắn anh em ơi, quân vàng đã dốc lực để có thể tiến lên phía trên và chuẩn bị sẵn sàng cho đợt phản công từ phía căn cứ lực lượng của quân tiến vào lúc này. Sử dụng kết hợp giữa Dragonfly và đồng thời là các đơn vị tăng gia gua, nhưng bạn ấy không mang bất kỳ một đơn vị xe nhiễm nào cả rồi anh em ơi. Bởi vì liên đoàn có chơi máy bay đâu mà cần mang xe nhiễm làm cái gì, đúng rồi. Chạm chạm với lực lượng quân tiến ngay lúc này. Dragonfly là những nỗi khiếp sợ cho các đơn vị tăng dẫn từ phía lực lượng của liên đoàn. Và cũng đã có được cái tháp phòng không và tăng gia gua cũng đang đối kháng trực tiếp với tăng dẫn rồi. Ở phía ngoài biển thì chúng ta cũng đang phá hủy được các tàu dài công sự bên phía lực lượng của quân xanh Đức Biển ở lúc này anh em ơi. Tàu Alligator kết hợp với cả tàu ngầm và lực lượng quân vàng cũng đã tổng tấn công và chúng ta đang cố gắng xuyên qua được hai phòng thủ từ phía lực lượng quân tím rồi. Sơn Lam cũng đang dốc lực sử dụng các đơn vị tăng dẫn để có thể tổng tấn công vào các cơ lực lượng quân vàng một lần nữa rồi anh em ơi. Phút thứ 21 rồi. Và Cyclone từ phía lực lượng của quân xanh Đức Lam cũng đã bắt đầu kéo qua để có thể hỗ trợ phòng ngự cho căn cứ lực lượng quân tiến vào lúc này. Và có cả tăng dốc và xe phòng không từ phía lực lượng quân xanh Đức Mỹ nữa anh em ơi. Những lối chơi khá là chắc chắn từ phía lực lượng của liên đoàn. Và bây giờ thì họ đã cố gắng để có thể giữ vững trận địa này cho đồng minh. Và vẫn còn có một nguy cơ là một quả bom không gian tiếp theo ở căn cứ lực lượng của liên đoàn quân xanh Đức Mỹ nữa nha. Khi mà nhà ném bom không gian của họ nằm ở quá sâu. Tuy nhiên lực lượng quân vàng đang cố gắng gây sức ép như thế này rồi thì rất có thể là lực lượng của liên đoàn sẽ không dễ bắn qua bom không gian thứ ba. Các lực lượng của em trai cũng sắp toàn rồi khi mà các đơn vị tăng dẫn từ lực lượng của Sơn Lam cũng đã tràn vào phía bên trong. Chúng ta vẫn chưa kịp hồi máu cho trung tâm chỉ huy. Toàn rồi. Ngay lúc này lực lượng quân tiêm cũng đã mất đi rất nhiều các tàu vàng công sự rồi. Lực lượng quân vàng đã cố gắng sử dụng rất nhiều các đơn vị tăng gia gua và bạn ấy cũng đã mất đi rất nhiều các đơn vị Dragonfly. Mọi thứ đã là rất ok rồi. Chúng ta vẫn còn phải dây chừng trước các đơn vị Cyclone. Nó cứ cấu rỉa chúng ta liên tục và chúng ta đã mất chân các đơn vị tăng gia gua ở vị trí này. Lực lượng quân xanh lam vẫn còn đang cố gắng phá hủy được rất nhiều các tòa nhà công sở bên phía lực lượng quân xanh lá cây của em trai chúng ta. Quân đỏ vẫn liên tiếp sử dụng các đơn vị tàu ngầm và các đơn vị Alligator để có thể phá hủy được càng nhiều càng tốt những tòa nhà công sở bên phía lực lượng của liên đoàn nha. Ta đã chịu tổn thất rất nhiều sau hai quả đánh bom không gian từ phía lực lượng của liên đoàn. Quân vàng buộc phải rút lui rồi. Vẫn chưa ai là đủ sức để có thể phá được nhà đáy bom không gian.
Phục thứ 23. Ta không còn có cái đơn vị không quân Adebay. Thật sự là sẽ có nhiều anh em hỏi là tại sao mà chúng ta khi còn có rất nhiều cái đơn vị không quân lại không phá hủy được hoàn toàn các dây đáy bông không gian từ phát lượng của Liên Đoàn. Tuy nhiên có lẽ là lúc đó lực lượng của Liên Đoàn đã tổng tấn công chúng ta và chúng ta đã buộc phải sử dụng tất cả các đơn vị chiến đấu cơ để có thể quay trở về phòng vệ căn cứ trước đá để bay. Đó là một con bài tối ưu nhất từ phát lượng của Liên Đoàn. Sử dụng đến tầng 2 của bông không gian và gần như đã gây ra thiệt hại rất nặng nề ở phía các lực lượng của Sơn La Cây và cả lực lượng quân đỏ của chúng ta. Mặc dù chúng ta có cái đơn vị chiến đấu cơ, nhưng khi mà chúng ta đang buộc phải lo đối kháng với các đơn vị tăng giấc từ phiết lượng của Liên Đoàn và các đơn vị xe phòng không thì họ đã liên tiếp gây sức ép với chúng ta và chúng ta đã buộc phải rút lui tất cả các đơn vị chiến đấu cơ quay trở về căn cứ. Và cuối cùng là họ cũng đã tạo thêm một quả bom không gian khác và nã ngay vào các cước lượng của Hào. Họ đã kìm hãm chúng ta rất đúng lúc và rất kịp thời nha. Và bây giờ thì lực lượng của Hào cũng đang cố gắng để có thể khôi phục lại căn cứ bằng mọi giá rồi. Em trai cũng đã đề phòng những tình huống xấu nhất và đã xây dựng đến tầng 2 trung tâm chỉ huy. Phục thứ 24 rồi và chúng ta vẫn không biết lực lượng Liên Đoàn sẽ có những kế hoạch tiếp theo như thế nào đây. Sắp tới thì mình sẽ liên tục sản xuất ra những video ở buổi sáng vào lúc 9:30 nha. Và cứ mỗi tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần thì mình sẽ tăng cường thêm một video vào buổi tối lúc 8:30 nha đây mày. Lực lượng quân đỏ và quân vàng đã tổng hợp dụng lực rồi và chúng ta sẽ có một lần tổng tấn công cuối cùng để có thể kết thúc lễ trận đấu này anh em ơi. Khi mà Liên Đoàn đã bị đẩy lùi vào phía bên trong và không còn có thể chiến lên được đường bị được rồi. Quân vàng đang cố gắng sử dụng cái đơn vị Dragonfly, lực lượng quân đỏ cũng đang cố gắng sử dụng cái đơn vị tay chân quân kết hợp với cả cái đơn vị xe khói rồi. Liên Đoàn đang tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ ở phía bên trong khi có rất nhiều các đơn vị xe phòng không. Và họ cũng đã có sự xuất hiện của rất nhiều các đơn vị lực bộ binh. Cố gắng phòng vệ căn cứ bằng mọi giá rồi. Nhà ném bom không gian của họ cũng đã hết điện rồi anh em ơi. Và chắc chắn là sẽ không còn bom không gian thứ ba nào cả rồi. Tuy nhiên thì có quá nhiều cái đơn vị lực bộ binh như thế này thì chúng ta cũng rất khó để có thể hoàn toàn phá hủy được tất cả các tòa nhà công sự bên của Liên Đoàn. Nhưng khó chứ không phải là không có thể nha. Liên Đoàn đang thiếu rất nhiều các đơn vị tăng giáp và các đơn vị xe phòng không ở vị trí này để có thể càng phá lại các đơn vị Dragonfly và đồng thời là các đơn vị tăng gia quân từ phía lực của quân vàng. Xong rồi anh em ơi, Liên Đoàn đã mất đi nhà đại bom không gian và chuẩn bị mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự khác ở vị trí đây. Tài phần đã kịp thời kéo về và các đơn vị Dragonfly từ phía lượng quân vàng cũng đã đi bán phế liệu hết cả rồi. Nhưng bạn ấy vẫn còn có rất nhiều các đơn vị tăng gia quân. Ổ bát rồi. Những sự nỗ lực cuối cùng và không ngờ người từ phía lượng của Liên Đoàn đã có thể giữ vững lại trong trận đấu này. Nhưng mọi thứ đã là dấu chấm hết rồi anh em ơi. Một trận đấu mà chúng ta đã không mấy sôi nổi lắm từ những phút đầu cho đến phút thứ 10. Và sau đó là những quả bom không gian. Thì từ sau những quả bom không gian là chúng ta đã có được một trận đấu sôi nổi hơn và nóng nức hơn rất nhiều. Và đã có sự giao tranh liên tục ở tất cả các bên. Và khi đến con quả bom không gian thứ hai thì chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đã tan nát hết cả căn cứ rồi anh em ơi. Bởi vì sau quả bom không gian thứ hai chúng ta thực sự là không còn gì. Nhưng rất tiếc với lực lượng của Liên Đoàn là chúng ta đã có được những người đồng minh quá tuyệt vời và có thể hỗ trợ bọc lót cho nhau. Và cuối cùng thì chúng ta cũng đã có được một đợt phản công và giành chiến thắng lớn trong trận đấu này rồi. Xin cảm ơn 6 người chơi và cảm ơn tất cả mọi người. Anh em thấy trận đấu này như thế nào?
thì hãy cứ bình luận xuống phía bên dưới cảm nhận của em nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Và sắp tới thì mình sẽ có một khung giờ cố định anh em ơi, buổi sáng là 9:30 nha. Và tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần sẽ là 8:30 tối nha. Hàng ngày thì mình vẫn sẽ cứ cố gắng ra ít nhất là một video vào lúc 9:30 sáng. Và sẽ là 3 ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì mình sẽ cố gắng ra thêm được những video vào buổi tối để có thể phục vụ anh em giải trí một cách nhiệt tình nhất nha. Bạn nào còn chưa kết bạn Zalo với mình thì hãy nhớ kết bạn Zalo theo số 0924762081. 0924762081 và mình là Hiếu Nguyễn và rất hân hạnh được phục vụ anh em. Bạn đang muốn mua vàng với giá rẻ thì hãy cứ nhắn tin cho mình. Hiện tại thì mình đang quá tải rồi. Tuy nhiên thì anh em mà muốn mua thì có thể lên lịch trước nha. Ta cần phải lên lịch trước để có thể giúp cho mình có được những thời gian hợp lý nhất để có thể phục vụ anh em một cách nhiệt tình nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những trận đấu lần sau. Chiến thắng là của chúng ta rồi anh em ơi. Một trận đấu rất hay khi mà chúng ta ở kèo dưới đang tấn công và phản công ngược lại với kèo trên. Của lực lượng của Liên Đoàn, những người chơi ở level 21 và 23, còn chúng ta ở level 20 và 22 thôi. Chiến thắng rồi. Xin chào và tạm biệt anh em nha. Thấy hay thì hãy nhớ bấm like.